Mình sẽ hướng dẫn các bạn cách kết nối CarPlay trên NBT Evo sử dụng kết nối không dây. Đầu tiên ở trên điện thoại iPhone, mình vào phần cài đặt. Tiếp đó là mình sẽ bật Wi-Fi lên. Đó, ở đây thì nó sẽ có hiển thị kết nối cái Wi-Fi của cái xe này là BMW 68858 CarPlay. Nhưng anh em lưu ý là không kết nối bằng kết nối này. Back lại. Tiếp đến phần Bluetooth. Mình bật Bluetooth lên. Đó. Xong mình tìm đến cái mục Siri tìm kiếm. Mình bật cái mục Siri tìm kiếm, mình bật lên, active cái Siri tìm kiếm lên. Sau khi mình bật cái phần Siri tìm kiếm thì mình sẽ thấy vào phần cài đặt chung. Mình sẽ thấy phần CarPlay ở trên phần cài đặt chung. Đó. Đây là cái xe mà mình đã kết nối trước đây, mình quay lại. Bây giờ chúng ta bắt đầu kết nối nhá. Sau khi mà các cái phần cài đặt mình đã ok rồi thì mình sẽ tiến đến cái phần kết nối. Mình đến phần Bluetooth trên xe, mình vào phần Media Radio. Đó, mình sẽ kéo đến phần Manage Mobile Device. Mình sẽ Connect New Device. Ok, đợi một chút, mình sẽ, em cứ giữ máy nhé, đợi một chút thì anh sẽ reset lại. Mình sẽ reset lại cái nút dừng. Không cần. Để đủ đi. Mình sẽ reset lại cái đầu. Đó. Reset lại cái đầu là sẽ ok mà. Manage Mobile Device này. Đấy, chúng ta tiếp tục nhé. Trên điện thoại của mình này, mình đang chưa có kết nối nào cả. Đấy, em chuyển vào cái Connect. Đấy, mình vào. Mình sẽ nói lại cái phần này nhé. Nhìn vào cái màn hình này, mình dơ cao lên để nhìn thấy cái phần CarPlay. Mình nói lại phần này nhé. Các bạn ấn menu này, các bạn vào phần Media này. Sau đó các bạn kéo xuống, kéo lên, kéo xuống, trượt lên, trượt xuống. Tìm đến cái phần Manage Mobile Device. Sau đó các bạn ấn Connect New Device, xong vào CarPlay. Đó, Confirm. Confirm ở đây thì mình sẽ tìm kiếm đến cái số Bluetooth của mình. Số Bluetooth của mình được sử dụng cái VIN đầu trùng với cái số VIN xe là 66858. Trên điện thoại của mình bắt đầu hiển thị cái tên thiết bị. Mình kích vào kết nối. Mình kết nối. Sau đó người ta xe sẽ hỏi kết nối không, đồng ý. Đây mình sẽ chỉ đồng ý thôi. Cho phép đi, cho phép đồng bộ danh bạ đi. Đó. Đợi một chút, lần đầu tiên sẽ hơi lâu một chút nhưng không sao cả. Sau đó sẽ hỏi có sử dụng CarPlay không, đồng ý sử dụng CarPlay. Sau khi mình đồng ý sử dụng thì đợi một chút, nó sẽ đồng bộ dữ liệu từ CarPlay sang màn hình. Bây giờ chúng ta thử nhé. Kéo xuống CarPlay. Đó, đây là cái giao diện CarPlay của mình. Đây là giao diện sau khi kết nối Apple CarPlay. Đây, so với cái điện thoại đây này, các bạn nhìn này. Các bạn nhìn nha, sau khi mà mình kết nối CarPlay thì cái Wi-Fi mình tự động kết nối với Wi-Fi và không cần nhập password. Đó, không cần nhập password gì cả. Ở đây mình có thể tắt cái màn hình điện thoại mình đi. Tắt màn hình điện thoại mình đi, không cần sử dụng gì nữa. Và mình có thể thao tác ở trên đây. Đó, mình sử dụng thao tác Google Maps chẳng hạn. Đó. Điện thoại. Đó, ở trên Google Maps thì mình có thể dẫn đường giọng nói ở đây. Kích vào đây. Nếu các bạn màn hình của các bạn không có cảm ứng thì các bạn có thể dùng chuột. Mình sẽ nói là Cầu Giấy. Đó, sẽ tự động tìm kiếm đến cái Cầu Giấy địa chỉ. Ví dụ như mình muốn đi đến Cầu Giấy. Mình kích đi. 100m nữa rẽ phải vào Nguyễn Văn Cừ. Để này đi, rõ. Đây.
đây là cái phần giao diện CarPlay của mình nhá. Đó, mình có thể kích ở đây, cảm ứng ở đây. Về lại giao diện chính này, gạt sang bên trái này, gạt sang bên phải này. Đấy, thu nhỏ này, thu lớn này. Đó. Rất là tiện. Rẽ phải vào Nguyễn Văn Thừ, khu gia tự. Ok, cảm ơn các bạn cho gọi video.